Tìm kẹo ngậm ho cho cô, nam sinh vô tình lôi ra chiếc máy thở và cái kết bị lập biên bản. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Mới đây, một sự việc vô cùng là cảm lạnh đã được một cô giáo dạy vật lý cấp 3 chia sẻ, khiến ai nấy xem xong đều không biết nên thả icon cảm xúc ra làm sao. Theo như nữ giáo viên kể lại, lúc này đang trong lớp học, vì thấy cô ho nhiều nên một bạn nam đã rất ga lăng và tốt bụng đã chủ động tìm kẹo ngậm ho cho cô. Tưởng đâu lòng tốt của mình sẽ khiến cô giáo cảm động, ai ngờ là cảm lạnh khi trong lúc lục cặp lại bị rơi chiếc máy thở ra ngoài. Cái kết khiến nam sinh bị lập biên bản vì sử dụng thuốc lá điện tử trái phép, thậm chí còn bị cô giáo ghim vì bị ghi vào danh sách đen của lớp. Sự việc hy hữu của nam sinh khiến cộng đồng mạng không thể nào bất ngờ hơn. Tưởng đâu sẽ là một câu chuyện cảm động giữa đời thực, ai ngờ cái kết lại đi thẳng vào lòng đất. Một vài bình luận đáng chú ý mà dân tình đã để lại ở bên dưới video. Đúng là những người dùng máy thở thường có tấm lòng tốt, chỉ có phổi là không tốt thôi. Cô giáo kiểu, kẹo thì cô ngậm, nhưng tay thì cô vẫn cứ ghi. Em rất tốt, nhưng sai thì cô vẫn phải vào sổ nha. Tịch thu máy thở thì phải thu nốt lọ tinh dầu hoa quả nó cất ở trong ngăn khác nha cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.